Wow, má ơi thèm quá. Xin chào các bạn. Lại là Nga Sumo của các bạn đây. Hôm nay thời tiết có một chút hơi bị nóng, cho nên em muốn là cơ thể mình nó mát hơn một chút, cho nên em đã có một cái mâm hải sản trước mặt mọi người. Hải sản hôm nay gồm có, đây là sò huyết, hàu, ốc bòi voi, tôm đỏ, và đặc biệt đây là những chú em bạch tuộc sống nha các bạn, và đây là cá hồi. Em đã tự tay mình nấu cái món súp rong biển. Kế bên cạnh em có một chai rượu sake . Thì vốn dĩ á, em cũng không ăn được hải sản nhiều, nhưng mà đây là gọi là một chương trình thử thách bản thân. Em xin phép hôm nay thử thách bản thân mình thử ăn được bao nhiêu trong cái mâm hải sản này. Lúc nhỏ gia đình em thì nghèo lắm, để mà có cơm một ngày mà một bữa hoặc hai bữa để mà no lòng á đã là một vấn đề rất khó khăn rồi. Lúc đó thì gia đình em, ba em đi làm xa rồi, không biết hôm đó thì sao tự nhiên ai ai tặng cho ba em á được một cái con tôm á các bạn. Thì sau này em mới biết đó gọi là tôm hùm hay tôm gì em cũng không rành, em còn nhỏ quá. Thì nó nhỏ nhỏ như vậy nè, về nhà thì ba cũng như người ta cũng hấp lên, rồi bắt đầu cả nhà em có 5 người, cái xong rồi ba bắt đầu chia cho mọi người, xong rồi cái con tôm đó thì nó có hai cái càng cũng lớn lớn, cái là ba một cái, má em một cái, còn lại nhường cho ba chị em tụi em. Thế mình nói trời ơi, mình nói ba ơi, con thèm quá cho con thêm đi. Ba kêu ừ thôi để lần sau đi, lần sau thì ba mua về. Em đâu có biết ngày xưa để mà ăn một con tôm hùm như vậy thì rất là đắt đỏ đâu à. Huống hồ chi mà mình muốn ba mua cái này mua cái kia cho mình thì ba đều cố gắng ba làm. Thì sau này mới càng lớn mình càng thấu hiểu được cái tình thương của cha mẹ mình dành cho mình vô bờ bến. Ok, bây giờ em xin phép bắt đầu chương trình của em ạ. Cái hai cái mâm này là lớn lắm nha các bạn. Các bạn coi thì em ăn thử hết rồi. Em nói luôn là cái này là toàn bộ là đồ sống hết luôn nha các bạn. Có mỗi canh là chính thôi. Thank you.
Thơm này thịt nó rất là đỏ nha các bạn, chứ không phải là em luộc chín đâu. Cái đồ sake này cũng ngon lắm. Cuộc sống mà các bạn, mình muốn gì mình cứ làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, làm vì đam mê. Hôm nay em đi chợ em mua mấy hào rất là tươi nha. Lần đầu tiên em lại hào, trời ơi, em không biết làm sao lại được. Nhưng mà cái gì mình cũng phải bắt đầu học, không có gì trên đời là
Tự nhiên sinh ra mà biết được hết. Phải học từ từ. Con to quá các bạn. Đây thì người ta gọi là xoài đi. Em không biết. Em ăn. Thì em ăn con này. Ngọt. Giòn. Rất ngọt. Còn một là sống nha các bạn. Người ta cắt kìa. Mình thích nhất là ăn sỏi. Ở đây thì người ta gọi là sò lông. Em không biết con gì nhưng mà em thích ăn cái con này. Ngọt quá các bạn. Nó còn biết luôn đó nha. Thank you.
Hết rồi. Vậy là em đã hoàn thành xong cái thử thách của bản thân mình rồi đó các bạn ạ. Hai cái tray rất là lớn và một cái tô súp và một chai rượu sake. Em đã ăn hết tất cả và em chỉ muốn gửi lại cái câu nói mà em hay dành cho các bạn, đó là không phải thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích.